Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy điện châm hoa đà EDZ3. Đầu tiên các bạn cắm nguồn. Sau đó các bạn bật công tắc. Máy đi kèm cùng các phụ kiện đó là 6 cặp miếng dán điện xung, 6 dây dẫn và 6 cặp cắm kim châm cứu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng, đó là sử dụng miếng dán. Đầu tiên là cắm vào tại vị trí số 2. Máy có 6 chức năng nên là các bạn có thể cắm đủ 6 vị trí. Khi bác sĩ muốn sử dụng ở vị trí 1, 2, 3, 4, 5 hay là các vị trí khác thì các bạn phải cắm dây, sau đó là cắm, ví dụ cắm miếng dán hay kim châm cứu lên người bệnh nhân trước khi để sử dụng. Bật các phím chức năng trên máy thì các bạn phải gắn lên người bệnh nhân trước. Hôm nay tôi hướng dẫn sử dụng chỉ cắm tại vị trí số 2. Nên là khi dán đến dán lên tay xong, tôi bắt đầu mới sử dụng các phím chức năng trên máy. Ta sử dụng phím chức năng này. Đầu tiên là chế độ mốt, chế độ sóng. Có 3 chế độ: sóng liên tục, sóng ngắt quãng và sóng hỗn hợp. Tôi chọn chế độ sóng liên tục, sau đó ấn. Phím chức năng thứ hai đó là chọn tần số chung cho 6 lốt. Thì ta sẽ chọn tôi dừng lại ở số 15. Chọn tiếp theo phím chức năng thứ 3 ở dưới này, đó là thời gian để châm cứu. Tôi chọn ở số 5 phút, tối đa là 60 phút. Tôi ấn. Và bước tiếp theo là tôi bật nút chức năng tại vị trí số 2. Như vậy là máy đã đang hoạt động. Tại vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6 mình có thể tăng giảm tiếp, nó sẽ mạnh lên thêm tùy theo vị trí. Ví dụ như phím số 1 mình giảm hơn đi, khi mình muốn sử dụng nó là phím thêm 1, 3, 4 nữa chẳng hạn. Nhưng hôm nay tôi chỉ sử dụng phím số 2, đây là tăng lên, tôi giảm đi. Khi báo hết thời gian, máy sẽ có tiếng kêu bíp bíp và một bạn núm số 2 trở về vị trí ban đầu, tắt. Sau đó, bạn tắt máy.